Sáng nay, công ty bất động sản Phát Đạt và tập đoàn Danh Khôi đã ký kết hợp tác đầu tư phát triển dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án sẽ được xây dựng theo mô hình phức hợp đô thị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các giá trị quy hoạch, xây dựng, công năng, giá thành tốt nhất cho người dân. Với vị trí tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nhiều năm qua đã có sự phát triển bứt phá về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và cải cách thủ tục hành chính. Năm 2019, Bình Dương là tỉnh thu hút nguồn vốn FDI cao thứ ba chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.